Hai Pencil Studio. Ở nơi đây, các bạn có thể tự do chơi đùa tùy theo ý thích. Nhiều lúc còn cùng nhau làm những món khoai lang luộc ngon và thơm phức nữa. Ở đây có rất nhiều bạn. Ba, có bạn mua chi của mình thích nè. Ước gì hả? Mình có thể gặp bạn mua chi đó. Wow, mình đang ở đâu đây? Gì đây? Xứ sở khoai lang hả? Không lẽ mình bị lạc ở thế giới của bạn mua chơi hả? Bạn là tội phạm. Bạn cướp khoai lang của mình đúng không? Không, không phải. Mình là người từ hành tinh khác tới đây. Sao bạn lại đến đây? Mình cũng không biết nữa. Chắc là ông trời đã nghe điều ước của mình á. Thiệt hả? Điều ước của mình á là được gặp bạn Mochi một lần đó. Hình như bạn là Mochi đúng không? Đúng rồi, mình tên là Mochi nè. Mình cũng rất vui khi được gặp bạn đó. Mình là fan hâm mộ của bạn trong một cuốn truyện tranh về xứ sở khoai lang đó. Ủa, truyện tranh là gì vậy? À, cái này hả? Truyện tranh là một thứ mà ở thế giới của mình á, trẻ con nào cũng thích luôn. Bạn là một trong những nhân vật ở đó đó. Hơ, vậy á hả? Vậy thì là bạn chắc chắn là bạn thân thiện của mình rồi. Hay là hai chúng mình là bạn thân với nhau đi. Ok, bây giờ mình chơi trò gì đi ha. Sẽ trở nên sinh động hơn đó. Bạn cầm ăn chắc không đó? Chắc chứ. Bây giờ bạn dẫn mình xuống bếp của nhà bạn đi. Mình sẽ làm món đó cho bạn ăn. Ừ, đi. Hi. Xin chào các bạn đã đến với gian bếp của bạn Mochi. Các bạn ơi, hôm nay Thanh Hà sẽ hướng dẫn cho bạn Mochi cùng với các bạn nhỏ khác làm món mochi khoai lang nha. Hôm nay chúng ta có bột mì, dừa sợi, đường thốt nốt, bột vani. Rồi, vậy là chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu rồi ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bước đầu tiên, bước quan trọng nhất, đó chính là rửa tay. Tụi mình đã rửa tay xong rồi nè. Rồi, bây giờ thì bước thứ hai chúng ta sẽ làm là lột vỏ khoai lang. Hôm nay chúng ta có tới hai loại khoai lang, một loại là khoai lang tím và một loại là khoai lang mật. Rồi bây giờ mình sẽ lấy khoai lang mật, còn bạn sẽ lấy khoai lang tím nha. Để mình lấy hai cái tô để chút nữa tụi mình sẽ nghiền khoai lang ra. Vậy là mình nhờ bạn Mochi đã làm xong phần khoai lang rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy muỗng để mình nghiền nát nha.
tụi mình đã làm xong phần khoai lang rồi nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đổ bột mì vô. Đổ vô trước nha. Đúng rồi, rồi tiếp theo mình đổ nha. Mình đổ gì? Được rồi đó. À, bạn ơi, có nước nè. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ một ít nước vô. Vì bao tay hơi dính nên tụi mình là mang tay không luôn. Tụi mình bao tay rất là dính luôn các bạn. Các bạn ơi, để làm không bị dính khi làm bằng tay không á, thì các bạn phải cho bột mì lên tay, xoa xoa xoa. Thì khi mà các bạn làm thì sẽ không bị dính nữa. Nhưng mà nhớ phải rửa tay thật sạch trước khi mà làm tay không nha. Mình thấy bột vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ để bột ra dĩa rồi. Bây giờ mình sẽ ngắt mấy cục bự bự như vậy để chúng ta vo viên lại. Tụi mình đã nặn xong rồi nè. Bây giờ là mình sẽ cắt đường thốt nốt ra. Mình cắt cho bạn nha. Của bạn nè. Bây giờ mình lấy cục khoai nha các bạn. Mình phải ép nó xuống. Đúng quá. Mình sẽ để cái phần nhân này vô chính giữa. Rồi mình nhúc lên, mình vo. Mình đã có một cục rồi nè, bây giờ mình cũng làm. Các bạn biết không, ở trong khoai lang á sẽ có chất xơ, chất khoáng và tinh bột nữa, sẽ giúp cho chúng ta chống oxy hóa và cung cấp năng lượng cho bạn đó. Thì mình sẽ đi lấy bánh ra nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã vớt khoai ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái muỗng này để mình lăn bánh vào với dừa. Bạn xem mình làm rồi bạn làm theo nha. Rồi. Các bạn ơi, mình cảm thấy cái độ mịn của bánh nè, với lại độ ngọt của đường thốt nốt, một chút xốp xốp của dừa sợi nữa thì rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm bánh mochi khoai lang rồi. Các bạn đã biết cách làm rồi đúng không? Hãy thử làm cho ba mẹ hoặc ông bà mình ăn nha. Và các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe cho tụi mình nha. Các bạn cũng đừng quên đón xem chương trình Vào Bếp Cùng Bé để cùng tụi mình làm ra những món ăn thật là ngon và bổ như vậy nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, bạn chưa về thế giới của bạn hả? Mình quên mất. Nhưng mà thôi, ăn xong cái bánh đã rồi mình sẽ về sau. Wow, hồi nãy mình vừa mới được gặp bạn Mochi nè. Ước gì mình có thể ở lại chơi
và gặp bạn ấy thật nhiều lần nữa.